cô quản thư thì có những gọi giới thiệu, mới có tích thường, mới ờ đây là sách của sách của gia đình, của nhà tặng thôi, nhưng mà đầu sách thì đầu sách cũng còn ít, chủ yếu là sách giáo khoa thôi, sách tham khảo thì còn ít. Bởi vì nếu mà không đọc thì giao cho ông này không tìm được bản thân được sẵn cái sách này, thì đối với này nó hơn rất là những người đã thích đọc, người đã đọc cái bởi vì một số trường người tặng sao này.